chào tất cả các bác đến với kênh Cơ giới của Ba Miền của anh nhé. Thì rất là nhiều bác có comment cũng như là nhắn tin qua Zalo hỏi em là em có bán hàng cây ăn quả mà hàng công trình không các bác nhé. Thì là hôm nay thì em cũng lên đây để giới thiệu tất cả các bác cái hàng xoài và một vài hàng cây ăn quả mà là hàng công trình nhà em nhé. Và nhà em vẫn đang bán. Thì đây trên tay em đây là có một lô xoài Đài Loan các bác nhé. Hàng xoài này em thì là hàng miền Nam. Thì rất là nhiều bác cũng có cái nhu cầu các bác trồng những cái cây to này này. Bởi vì là nhiều bác là nhà to ấy, các bác trồng làm cái bóng mát này. Là những cái biệt thự này, hoặc là những cái nhà các bác khoảng 1-2 tầng các bác hay trồng những cái cây xoài này. Các bác làm cái bóng mát này cũng là làm cây ăn quả luôn. Đây lô xoài Đài Loan nhé, đây là hàng miền Nam các bác nhé. Hàng miền Nam thì quả nó thông thường là nó ăn ngon, hàng miền Bắc rất là nhiều. Và trái nó được năng suất hơn các bác nhé, trái nó to hơn đấy. Anh em đây thì là hàng đã dâm bụt các bác nhé, bên dưới là đã có bầu rồi các bác này. Đây, hôm nay cho các bác xem. Đường kính gốc nó được khoảng 3 phân rưỡi, 4 phân các bác nhé. Và hàng đã có bầu hết rồi, đây các bác nhìn này. Đây bên dưới nhà em là đóng bầu hết rồi các bác nhé. Quanh bầu đây các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì các bác chỉ cần đặt hàng là em sẽ đánh luôn lên cho các bác thôi. Và hàng này các bác trồng thì đảm bảo là sống 100% không lo chuột các bác nhé. Những cái cây mà như là đang trồng cái đất này các bác này, đánh lên thì phải lo chuột thôi. Còn những cái cây này các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Đây đây là xoài Đài Loan. Các bác có thể thấy cây rất là đẹp và đều nhau nhé. Những cái bác nào mà các bác trồng quanh nhà và trồng cái số lượng từ 10-20 cây mà quanh khu vực miền Bắc ấy, thì các bác có thể liên hệ với em nhé. Thì các bác có thể qua đây xem cây trực tiếp và chọn cây. Không thì các bác có thể để lại thông tin của mình thì em sẽ chuyển cây đến cho các bác nhé. Đây các bác có thể thấy chiều cao cây thì được khoảng 3m hơn 3m rồi. Và đường kính gốc được 3 phân rưỡi. Nếu mà đo sát gốc thì phải được 4 phân thì các bác nhé. Đây, có nhiều cây rất là to rồi các bác. Lô này nhà em thì nó còn được khoảng tầm 40-45 cây nữa. Cây cực kỳ đẹp luôn. Hàng này thì các bác về các bác để quả là có quả ngay được các bác nhé. Hàng này thì anh em chủ động là bấm quả đi để mà nuôi cây các bác nhé. Bây giờ nó cũng cây đây quá rồi đấy, cây xoài rất là to, xoài cây xoài nó thân rất là cao các bác nhé. Rất là nhiều bác có đặt hàng và có nhu cầu là tỉa cho nó thoát thân cao ấy. Sau là thì tán nó cao các bác. Thì các bác thì các bác trồng bóng mát thì các bác không để tán nó thấp nhiều, các bác lấy quả các bác bán nhé, các bác để tán rất là cao. Đấy, các bác nhu cầu các bác tỉa. Cây này thì có khách đặt được các bác nhé. Thì nếu mà các bác ở miền Bắc thì các bác mua loại này khoảng tầm 1-2 cây thì em vẫn ship các bác nhé. Và em sẽ vận chuyển tận nơi cho các bác. Hàng này thì đa phần là em sẽ chuyển xe tải thôi. Xe khách thì người ta không nhận những cái hàng mà cây nó cao như vậy. Bởi vì là nó rất là vướng. Cây thì tay cành rất là đẹp coi nhé. Tay cành đủ hết rồi. Thì đẹp luôn. Thì cái dòng xoài Đài Loan này như các bác đã biết thì cây nó được khá là lâu năm đấy và quả rất là to các bác nhé, và cái năng suất nó rất là cao. Ngoài các bác trồng làm cây bóng mát này thì các bác hoàn toàn có thể để lấy quả các bác ăn bình thường, các bác ăn hàng ngày của mình hoặc là các bác mang đi các bán nhé. Bởi vì là mỗi cây nó ra tới 5-70 quả, có cây cả tạ quả nếu mà cây nó trưởng thành chứ các bác. Chính vì thế nó rất là được ưa chuộng. Dòng xoài này này và dòng vú sữa các bác nhé. Đây vú sữa công trình nhà em này. Hàng này thì nhà em chưa có bầu bên dưới, hàng này thì sẽ đánh thì sẽ là đánh thẳng các bác nhé. Đây là vú sữa hạt các bác. Cây cũng khá là nhiều. Và này thì còn được khoảng hơn 200 cây nữa. Thì những các bác nào mà hỏi em về hàng công trình ý, thì các bác cứ inbox cho em nhé. Thì em có hàng thì em sẽ báo cho các bác. Bởi vì là em cũng làm hàng công trình và dự án khá là nhiều. Tuy nhiên là cây công trình khá là khó quay. Bởi vì là dâm rất là sát nhau và cái kích thước nó rất là lớn. Quay rất là khó các bác nhé, không như cây giống này. Thế nhưng cây vú sữa hoàng kim này thì em quay các bác xem cây thì rất là dễ. Nhưng mà đối với những cái cây hồng xoài và những cái cây kia thì mình phải đánh lên và mình phải quay thực tế cho các bác thì nó khá là khó ấy. Đây nhà em khá là ít quay cho các bác. Đây là một chiếc thôi nhé. Đây là một chiếc đồ đèn này, cây nó có quả quá nhỉ. Các bác có nhìn thấy hàng ghép này thì nhanh có quả lắm. Để trải vú sữa nọt rèn các bác nhé. Còn đây là vú sữa hoàng kim giống mới đấy các bác. Thế ra cây vú sữa hoàng kim này sau các bác chuyển thành cây này công trình cũng khá là đẹp đấy. Vì cây ra quả rất là đẹp. Cây ra quả rất là sai và quả rất là đẹp các bác nhé. Đây là vú sữa nọt rèn này. Đó thì em lên đây em giới thiệu cho tất cả các bác về cái lô xoài Đài Loan hàng công trình em nhé. Hàng em để riêng là công trình. Ngoài những cái hàng này thì em có những hàng gốc to hơn các bác nhé. Gốc đường kính đến khoảng tầm 40-50 phân vẫn có hàng các bác nhé. Em sẽ để ảnh lên cho các bác xem để các bác nhìn. Bởi vì những cái hàng đấy quay rất là khó các bạn. Nói chung là cây, những cái hàng đấy thì nhà em thường dâm ở dưới ruộng. Nên là phải nội khá là rất là vất vả các bác nhé. Nên em chỉ quay những cái hàng nào mà nó ở trên bờ ấy, nó dễ di chuyển thôi. Đó
bác nào mà có nhu cầu thì bác có thể là liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ tư vấn cụ thể cho tất cả các bác ấy. Em xin chúc tất cả các bác là nhiều sức khỏe và mua những cái cây trồng chất lượng. Em chào tất cả các bác.